chào khán giả đã đến với kênh Cuộc Vui Miền Tây. Hôm nay mình quay xà lan cho khán giả mình xem. Lục bình ở dưới dòng sông rất là đẹp luôn. Chạy đâu đây ta? Chạy đâu đây? Ta mua Đồng Tháp đi về. Về đặng chở đó, chở khách đó. Đò này mới mua trên Đồng Tháp, chạy về đặng chở khách này khán giả. Chở khách sang sông. Dòng sông quê nói liền với bờ thương nhớ. Cái này mắc cười nè. Anh ở bên đây. Em bên đó cách nhau chẳng được gần. Này có một kính tàu dầu nha khán giả. Từ Long An chạy về ngang không? Cầu Chợ Gạo luôn khán giả. Lục bình nổi lên trên rất là đẹp. Chiếc tàu dầu chạy ở dưới dòng sông Lục Bình rất là đẹp nha khán giả. Chạy dưới dòng sông Lục Bình nổi hai bên, rẽ qua hai bên rất là nhìn rất là hồn nhiên luôn. Chiếc xuồng nhỏ đưa em về sớm nhỏ. Tới công chuyện luôn. Nghe rì rầm tiếng sóng vỗ gần xa. Dòng sông quê đẹp mong căng nghe. Nghe tiếng em ca mà lòng anh chầm như của An Giang. Nơi đây là sông Chợ Gạo. Tất cả tàu kia người tay người tỉnh khác thì chạy ngang đây rất là nhiều tấm luôn. Gì vậy? Ra đây ngồi chút đơn hoài hả ta? Cái băng keo nữa hả? Ghê ta. Đi trong đó ba chuyện luôn ha. Chiếc xà lan màu xanh rất là đẹp luôn, của An Giang, màu xanh rực rỡ luôn. Lục bình nổi rất là đẹp luôn các bạn. Xà lan này chạy dòng ở Long An chạy ngang kênh Chợ Gạo, chạy dẫn hướng miền Tây nha khán giả. Hướng miền Tây là về ngang và rạch Dạp Kiều Hôn, về dòng sông Mekong hoặc dòng sông Tiền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất đẹp. Dạ. Salam của An Giang thôi. Dạ, về hướng miền Tây. Cô miền Tây xin chân thành cảm ơn khán giả thời gian qua đã xem video và đăng ký kênh. Mình chúc mình chân thành cảm ơn khán giả và chúc khán giả một ngày mới được tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Chiếc container khán giả, container cái màu thật là đẹp luôn, đủ màu đó, rất là đẹp luôn. Container cái màu thật là đẹp luôn khán giả, chạy về hướng hướng miền Tây. Container thật là to luôn. Đây
xin kết thúc. Cảm ơn khán giả, anh chị và các bạn đã xem đến giới phụ vui miền Tây. Xin chào và hẹn gặp lại những giới tiếp theo.